Em xin mến chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại nè, Hiếu Nghĩa cũng đang có mặt tại xã Thạnh Phước thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất nông nghiệp với tổng diện tích là 46 công nhân quý anh chị. Tất nhiên là 46.000 mét vuông nha. Thì lô đất của mình là sở hữu mặt tiền mình nó tiếp theo cái tuyến đường lộ đất này là được 80 mét. Ô tô xe tải là mình vẫn chạy cặp ngay đất luôn nha cô chú anh chị. Còn trước đất là mình có view kênh luôn, thì nguồn nước ở đây là nguồn nước ngọt quanh năm nha cô chú anh chị. Đối diện là một tuyến đường lộ nhựa cũng khá là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Còn phần pháp lý sổ sách của lô đất mình là sổ hồng công chứng liền tay cho quý anh chị mình luôn nha. Còn khu vực của mình thì cho cô chú anh chị mình có thể đi chuyển đổi nè, để mình trồng cây ăn trái rồi mình làm vườn, hoặc là mình đào ao nuôi cá luôn nha cô chú anh chị. Thì xung quanh đây thì dùng đất ở đây là canh tác làm lúa là quanh năm, xạ lúa là 3 vụ trong năm nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Anh chị mình Tiền Giang qua tới đất là tầm khoảng là từ 50 tới 60 km nha quý anh chị, còn anh chị mình Sài Gòn về tới đất là tầm khoảng là 75 km nha cô chú anh chị. Và phần đất này thì chủ em cần bán với mức giá là 130 triệu 1.000 mét vuông. Anh chị mình quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha, với số điện thoại của em là 0816 556639. Em sẽ luôn luôn kết nối cho cô chú anh chị mình xem đất thực tế và mình gặp ngay chính chủ, xem giấy tờ thực tế, giá cả trực tiếp ngay chính chủ nha cô chú anh chị.